Hôm nay Gác Bếp Miền Tây sẽ đi giả ngoại cùng các nhóm tình nguyện. Nhưng mà cái giọng nó tí xíu rồi làm sao mà cảm thấy ghê quá. Đi. Ai là người dẫn đường? Thương. Cái gì đụng cái đã. Nó còn mang ba lô, nó còn mang áo khoác. Đó. Hay quá. Tôi chỉ mọi người đi học phòng chống. Kìa, nhìn hai cái chân nó đi kìa, nhìn cái chân nó kìa, thấy không? Nó bè đó, nó đi vậy đó. Ê, tập trung giống như vô phòng thi mát vậy á. Mát sao? Đi tư tưởng sao? Nè nè, đi mát tư tưởng, tư tưởng này. Thôi bỏ chặt hết rồi mày ơi. Đọc ra luôn đi. Dạ. Đọc ra luôn. Con. Rồi, bỏ đây hai. Kéo cho hàng vô dịch cái là chú. Có một dừa nước uống cũng ngon. Anh có nước không? Có dừa nước không? Có dừa nước không? Đúng rồi mà Bến Tre giờ chưa em không biết có gì. Nó dừa hả? Trời ơi, nó uống dừa điếc rồi chị còn nói gì nữa. Dừa điếc nó còn đều uống. Không phải là vậy. Không biết cái trái nó gọi là cái gì. Bán cao cao không? Đúng rồi. Có chuyện chuồn chuồn không ạ? Con cá chà bạc. Mình đâu có thấy cá chà bạc đó mà mình sợ vậy. Chị ăn lá chà bồn chưa? Ghê quá. Canh cá chà bạc nấu với lá chà bồn không biết ngon chị. Làm gì kết hợp như vậy? Ghê quá à. Anh ơi, có cái gì bạn? Ê, cái quần dính gì hả? Trời má ơi. Review con cái ăn thấy ngon không? Để nha, review cho. Rồi, chuối ra bú đi. Sau đây chúng tôi xin review ăn cái bệnh L này. Qua chú chín cây. Trời ơi. Ôi, tính được cao. Trời ơi, tính được cao. Quay mặt này nha, đừng quay mặt sau nha. Nè, cắn cái nè. Ngon quá. Ê, cắn mặt tướng chứ đừng cắn mặt sắt. Nè coi này, đến cái hộp trường. Đây xin trân trọng giới thiệu hãng chuối Bến Tre. Nó giới thiệu nguồn gốc xuất xứ đàng hoàng. Nó dồn cái chuối này dân gian thì kêu bằng chuối xiêm. Chuối xiêm lá đen. Chuối xiêm lá đen. Chuối xiêm lá đen. Ừ. Xiêm. Cũng phải có một cái hoa hậu là người. Ăn nè. Đừng như thói quen. Nó ăn kiểu quýt sập. Ăn kiểu quýt sập không dính son. Đừng như thói quen. Đừng như thói quen. Cái mỏ. Ăn kiểu quýt sập. Lại nha, lại đây. Này kia dồn cái hết luôn. Trời ơi. Trời ơi. Cái gì? Mình cuốn tinh bậy phía trước. Trời ơi. Nhiệt tình ở đâu đó được gì vậy? Đó. Em giác thật là quen thuộc. Nó ngốn, nó ngốn là ngốn nè. Đó, đâu nói chuyện được. Giờ kêu nói đâu nói được từ gì? Bởi vì thấy quay phim riêng với chị.
Đó, bây giờ chúng mình sẽ phơi lá chuối. Ngồi vô còn cây không? Ủa, chả điếc rồi để lại cho nó lớn hả? Không, điếc rồi đâu có gì đóng mà để làm chi. Mà uống chưa? Dứa chưa? Mấy nữa nãy má chặt cây nào nữa? Uống dừa dứa chưa? Đúng rồi. Nhà anh có dừa dứa nè. Nhà ngoài em có một cây dừa dứa đúng thơm mùi dứa luôn nha. Dừa dứa thơm mùi dứa, lẽ mùi sầu riêng. Dừa dứa đó thơm mùi sầu riêng, thơm mùi mít đó nha. Ừ. Chết rồi, chết bà rồi, tiêu rồi. Quá. Ai uống giùm em đi, trời ơi, uống hầu trái rồi. Này, ai uống này đi. Cái nhà má vàng vô vàng, cứng không? Wow, giỏi ghê không? Quá giỏi luôn. À, về được có vợ có chồng hết rồi đó nha, được được về gả hết. Được gả thì lại nói là có vợ có chồng. Về tụi em ế sao? Ê, dưới đầu lên. Đầu lên. Một, hai, ba. Từ từ thôi, lên từ từ thôi nha, lên từ từ thôi nha. Đừng lên nhanh nữa. Dở lên, hai ba dở lên. Rồi. Một, hai, ba. Cũng chịu chơi. Qua biên hỏi lên. Cái này đâu có đây. Chụp hình bằng đèn lát á. Những này là chơi trò chơi mạo hiểm không? Chơi này chơi nè. Chơi đây đèn lát tôi nè. Phải tháo cái ốp lưng ra. Đập cái đèn lát vô đây. Có đèn lát rồi nè. Sao em không biết gì tới vụ này? Là chơi gì vậy? Rồi, rồi làm sao nữa? Chưa chưa. Đập cái đèn lát vô. Bật lên, đèn lát lên. Bật cái đèn luôn. Không được, không phải, nó chớp cái bật hoặc rồi mới được. Nóng nóng. Tại vì nó không có cái này nè, nó không có đen gì. Thiệt hả? Là chơi gì bị gì vậy? Là sao? Thử đi, không có đau. Là sao? Khoan anh nói kẹp 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 nghe hả? Nó giống như là bị kim chích vô vậy á. Vô em sợ kim á. Khi mà chụp cái này thì nó sẽ tạo, có nó phát ra. Trời ơi, đúng rồi. Dòng điện nhưng mà nhỏ. Không, nhưng mà giết cây giết màu đen. Nãy ai nói tắm, giờ tắm lắm nha. Nó rớt rồi, nó đâu cầm môi được hết trơn, nó hả cầm lại chứ nó rớt xuống. Đúng rồi, chúng ta phải hot cam camera chứ. Mọi người phải quay mặt vào camera để chúng ta được nổi tiếng. Tại vì em quá ế, mọi người để em có tiền chứ không. Nè, nó lại coi nè, nè, nè. Đúng rồi, phải quay qua camera vậy nè, dính tóc lên cho đẹp vô. Để mình có được người yêu. Mình đang ế. Mẹ nhà mẹ bán heo hết rồi mà còn có con không bán được. Con này không ai mua. Con này không ai mua. Tủ lạ gà. Con này vừa lên nè thấy không? Tùng gì nè. Bà ơi, tùng gì thì thôi chứ. Hai nè. Bốn nè. Chạy đi em. Dương cái gì? Dương cái gì? Wow. Ê, tao lụm cái đầu máy như mày luôn nè. Đó các bạn vui không? Cúp điện mà vẫn còn làm các bạn. Trời ơi. Hoa đậu biếc. Hoa đậu biếc con có trồng cây này nè. Ở trong cụ thẩm sinh về nó giống đẹp trai Bến Tre đó. Đẹp trai lắm mọi người ơi, người lúng đồng tiền luôn mọi người ơi. Gan sảnh lòi ra luôn. Giới thiệu mà. Hồi nãy còn nhiều lắm mà. 24 đồ rồi nha. Bỏ vô đồ. Đây là 24 đồ. 50. Con người bự con về mà cuốn á. Cái gì nó cũng làm á. Cái gì cũng bự trên á. Mà cái làm cũng bắt nhỏ xíu. Xíu. Chưa. Nấu nó có nhăn răng nó cười. Quay qua nè. Biết làm gì má. Còn bên đây là bánh chưng à, bánh chưng bánh tét mô hình nha các bạn. Cái này là mô hình nè. Trời ơi.
Đó, bạn Tuấn bây giờ sẽ bỏ bánh tét vô. Ngon quá. Này 2 tiếng mấy không Tuấn? Chắc cỡ chừng 2 tiếng mấy là ăn được. Không sắp đứng mà bỏ vô lại cưng. Ủa sang gì bỏ nó chưa vậy? Ờ sang mới gì bỏ nó cưng. Tú ơi. Dạ. Kêu Tuấn vô làm cưng. Nhưng mà giữa đó là dừa tay. Em đang rất là mỏi đó. Tối nay là 2 cái tay em không cầm ly được đâu nha. Hai, tao, hai tay vô nhau phải không? Không hút gì ơi. Mấy cái đứa mà uống bia uống rượu mà không hút là nó. À mình là học sinh bậy. Uống gì hết. Tú ơi, bịt khẩu trang vô con. Đúng rồi. Để nó nhiều. Tiêu rồi, tiêu rồi. Trăng hoa sao bướm gì đó, ví dụ như cá chẽm, hành, rồi cái tên cũng đẹp không? Rồi cái tới món tráng miệng trái cây đủ thứ. Ê. Tào lao vậy, thay vì thấy cây thập cẩm đi. Trái cây đủ thứ. Gọi đọc từ trên dưới nè, cái bàn 5 triệu bạc. Nhìn vô, trái cây đủ thứ. Khách vô khách thật, ủa em trái cây đủ thứ là gì? Mình bắt đầu quê quê, mình nói ra dạ thanh long, khóm. Hết rồi chị. Nhiều đó thôi. Trái cây đủ thứ là nhiêu đó thôi. Ê, hồi mình có ăn món tráng miệng nó ăn không? Không. Chắc là trái cây đủ thứ. Không. Món này ngon lắm. Vừa khô nào. À, biết cái món của chị rồi. Trang lại tới kìa. Trang ơi, ngon lắm nè. Trang ơi, ăn Trang ơi. Mình chiên bao nhiêu thì đủ nha. Cương độ hết đi, bốn mấy người hỏi ra bao nhiêu đó đủ không? Rồi, hai đứa nó dựa vô. Thấy chưa, ăn chơi ngọt nó vô nè. Cho hai ăn. Nó khô, nó rớt đường ra. Hai người giống nào cũng thấm vô à. Anh xong vừa lòng. Tú nhận Tú review đẹp ghê luôn tê. Đúng rồi. Nhìn cái mỏ anh là hết muốn ăn thịt bò. Lộ anh hết muốn ăn phong tôm vịt. Anh nói cái miệng em là gì? Còn kém xa hơn cả cái phong tôm vịt. Nó nói mà, nói rồi, không có nó dĩa không, đựng, giờ lấy muỗng dừa đựng. Cá chỉ vàng. Cô con cá chỉ dĩa luôn. Xin lỗi mọi người, em rất sai. Em sẽ rút kinh nghiệm vào lần sau. Hết nổi rồi. Đúng vậy đó, đúng vậy, nó đúng vậy đó. Màu lá cất là đẹp kìa. Tay da Tú. Lùa nó xuống. Cái thao màu đỏ, mắt dừa cũng màu đỏ luôn. Sạch tông. Này tông sạch tông nè. Nãy ướp em đâu dám lấy cái thao màu đỏ đâu. Em sợ nó thấm, nó chống màu nha. Đâu có nhìn ướp được hay không. Xong chưa? Xong rồi, quay đi chị, đừng quay em nha. Chị nhớ đừng quay em nha. Làm sao mà nó hành định chị vậy em? Anh núi rồi. Chụm rồi, bánh tét cũng đi cái này. Hết được. Ý đồ này là bánh tét ba màu. Sau lấy. Có cây sẻ qua đó. Bỏ vô đây nè. Đẹp quá ta ơi. Trời bớt thử. Vút vút đi, vút cắt thử luôn đi chứ. Vút vút đi, lấy tay vút vút đi cho nó ra mỡ. Thời gian thấm thoát từ 8 giờ sáng đến 10 giờ đêm. Thành quả của ngày hôm nay. Hôm nay lại gọi là bánh tét chờ đợi luôn á. Ừ, mà bên kia chắc chưa đâu. Kiên nhẫn. Mà có này có cây móc nữa nha. Bên này chưa có chuyên nghiệp à. Phải cột đôi lại. Quá trời luôn, từ 8 mấy sáng được như đây nè. Đến 10 giờ đêm được như đây nè. Mấy chục mấy, mấy đòn chị? 50 mấy. Ừ, đem vô luôn đi. Khích khích đi. Đây lên đó. Hai nồi đi, cho hai, vô đây đi một, hai nồi đi. Hai nồi một cái vậy thôi. Yeah.